Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mới sưu tầm được cái món đồ chơi mới các bạn. Một cái đồng hồ vạn năng nhỏ như cây viết thư điện. Đây. Nhìn rất là ok. Đó, bạn thấy không? Nó như cây viết thư điện vậy đó. Dây đo. Đồng hồ vạn năng. Đó bạn chưa, nó nhỏ như cây viết thôi. Oh, rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp. Cái này là thương hiệu của Mustun luôn nha các bạn. Mình sưu tầm hàng của Mustun rất là nhiều. Đây. Chỉ có như đây thôi. Nhỏ gọn đẹp. Đây là thông số qua rồi các bạn. Đo điện áp xoay chiều, điện áp một chiều tới 1000V, điện áp xoay chiều tới 700V. Điện gì 50 ohm thôi. Đo điện trở tới 60 mega ohm. Rất là lớn. Đây, nút nguồn. Lúc giữ kết quả. Đây còn chức năng gì mình mở thôi. Đây có năng đo tụ điện. Đo tụ tới 60 microfarad. Đo nhiệt độ nha các bạn. Nhiệt độ tới 50 độ C. Đo tần số nè bạn, đo tần số luôn các bạn ơi. Đo tần số luôn. Tần số tới 10 MHz luôn. Ok, mình mở thử coi. Quên chưa gắn pin. Pin nằm đây, mình nhầm. Pin rồi cái đã. Nó xài một cục pin 3A nha các bạn. Pin đũa, một cục pin 3A. Rồi, lên rồi. Cái này nó có chức năng full auto luôn nha các bạn. Đây, chức năng full auto đây. Khi mình dùng chức năng auto để mình sửa chữa rất là hay. Cái này nó rất thích hợp cho anh em nào làm nghề sửa chữa điện tử nha các bạn. Nó thích hợp là vì sao? Là vì nó nhỏ gọn, nó cầm trên tay được, cho nên mình có thể đọc kết quả được ngay trên tay mình luôn, mình không phải nhìn chỗ khác nữa. Đây, cái này cắm đây nha các bạn, nó chỉ có một dây thôi. Đó, chúng ta đo sẽ đo như thế này nè. Đó, chúng ta cầm cái đo, cái đo kiểm nè. Đó, kết quả chúng ta sẽ đọc được luôn ngay trên đây luôn. Đó, bao nhiêu vô nó hiện đây luôn. Cái nút màu đỏ nè là lúc mở nguồn, đồng thời nó là lúc để chọn chế độ. Ví dụ đây mình chọn là chế độ này đo điện áp DC nhé bạn. Cái này mình chọn bằng tay, chế độ DC nè. Chế độ AC nè, đo điện áp AC nè. Đo tụ điện nè các bạn. Đo diode nè, thông mạch nè. Đo nhiệt độ nè. Này chuyển độ F, độ C, độ F, này độ F. Này đo tần số các bạn. Đó. Rồi, hết là sẽ quay trở lại chế độ auto, nó thành một cái vòng tròn các bạn. Auto xuống đến các chế độ khác rồi cuối cùng nó vòng về auto. Cái màn hình nó rất là rõ các bạn, nó rất là đẹp. Các bạn nhìn nè. Đây nhìn chắc khó à, nhưng mà nhìn bên ngoài nhìn rất là rõ. Đó. Thông thường các anh em sửa chữa điện tử thì nếu mà dùng đồng hồ dạng kia dạng kia bình thường á, thì khi mình đo mình cầm hai dây mình đo, thì xong đó mình phải nhìn kết quả sang chỗ khác nhìn kết quả. Nhưng với cái này rất là tiện các bạn. Mình đo xong mình nhìn tại đây luôn. Mình chấm đây mình đo mình nhìn kết quả ngay tại vị trí luôn, nó sẽ rất là nhanh. Nhanh mà thuận lợi cho em. Về thứ hai nữa, nó là có chế độ auto, mà khi auto á thì các bạn đang đo điện áp một chiều, các bạn nhảy qua điện xoay chiều cũng được, mà đang đo điện áp thấp các bạn nhảy xuống đo lên điện áp cao cũng được, hay đang điện cao xuống áp thấp vẫn được, không sao, không sợ hỏng đồng hồ, không hỏng thiết bị của mình. Chứ như cái thiết bị mà không có tự động mà là ví dụ mình đang đo thang điện trợ đi, thang điện trợ mà mình muốn đo lại thang xoay điện áp AC 220V mà mình quên chuyện thang đo, cái là mình cấm vào phát một là hư luôn cái đồng hồ các bạn. Tình trạng mình gặp rất nhiều rồi và bản thân mình cũng đã dính rồi, hư cũng vài cái đồng hồ rồi, mặc dù mình rất chú ý nhưng mà đôi khi có những phút lơ đãng là quên, là cắm vào coi như là hư luôn cái đồng hồ đó. Với cái này thì có chế độ auto thì sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng mà các bạn bị hỏng thiết bị nữa đó, cứ để auto là cắm đo đắm đo thôi là xong luôn, là ngon lành luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái mạch để mình đo cho các bạn xem nha. Đây. Ở đây mình sẽ dùng một cái bộ nguồn của máy tính đi. Đây nè các bạn. Nguồn máy tính nè. Đó, bây giờ ví dụ trong trường hợp mà thực tế là mình đang sửa cái bộ nguồn này đi. Đó. Thực tế là ví dụ mình đang sửa này đi. Đó, đây nguồn nha. Rồi giờ mình cắm điện 220V các bạn. Bây giờ mình đo thử cho bạn xem nè, hiện tại ở điện áp dây nè. Mình để thang auto nhé bạn. Các bạn nên để thang auto auto. Tại vì mình đo là nhiều khi mình quên á, như nãy mình có nói mình sẽ dễ dàng bị quên á.
cho mình cái đề thang ô tô mình đo. Mình đo mình gắn với đây là điện áp AC 220V đúng không? Giờ mình đo nè. À sao chưa cắm điện? Nó sẽ tự nhận là khi mình cắm đo nó bạn, không có điện. Không có điện nhưng mà nó đang nhận là đo điện trở các bạn. Nó nghĩ là mình đo điện trở cho nó đo điện trở cho mình xem luôn nè. Đó. Nếu mà đây nếu mà đây có điện áp thì sẽ tự chuyển điện áp nó đo cho mình luôn. Đó, rồi bây giờ mình cắm điện thử nha. Nó sẽ cái ô tô nó tự động các bạn. Ví dụ mình đo điện trở thì tự chuyển sang điện trở đo, còn đo điện thì tự nhảy điện trở đo. Mình không bao giờ sợ cháy đó. Đó mình đang để ô tô nè. Đó. Các bạn nhớ nhớ để ô tô nha. Sẽ đỡ thiệt hại cho mình hơn. Đó, ô tô rồi giờ mình cắm điện nè. Đây, mình cấp nguồn cho nó. Ok, mình bật điện nha các bạn. Đó, giờ hiện tại là đây là có điện 220V rồi nha. Giờ mình đang để thang ô tô là mình đo thử cho các bạn xem nè. Ok đây. Đó, các bạn thấy chưa nó nhảy nè, 210V các bạn thấy không? Nó đang đo điện AC 210V nha. Nó hiện lên chữ AC nè. Bạn thấy AC để mình giữ bấm lúc này giữ lại nè. Đó. Nó giữ kết quả. Đó, bạn nhìn nè. Cái nút này nè, cái nút này nó sẽ giữ lại kết quả đo của mình để mình nó khỏi chạy chỗ khác các bạn. Như vậy nè, mình đang đo thang AC, nó hiện lên AC nè, chưa? Nó sẽ tự nhận được và hiện lên AC. Đó, bạn thấy chưa? AC nè. Đó, giờ mình bỏ này ra. Rồi đo lại các bạn xem nè. AC. Đó bạn chưa? Cái này rất là tiện lợi. Mình sẽ nhìn được ngay vị trí tay mình đo luôn. Không có cần phải nhìn chỗ khác nữa. Cắm vào là đo thôi, không cần phải suy nghĩ gì hết. Đó. Nhìn ngay vị trí này rất là nhanh chóng. Rồi bây giờ đây điện AC. Giờ ví dụ mình đang đo điện AC, sau đó mình chuyển sang đo điện DC. Đó. Mình sẽ cho các bạn xem bây giờ đang đo AC nha. Đó, AC 220V bây giờ chuyển sang đo DC cho các bạn xem nào. Ví dụ đây là DC, đây là cái chân tụ nè. Chân tụ nè. Đó, giờ đo ngay chạy chân tụ coi xem bao nhiêu volt nè. Đó các bạn chưa, nó nhận được là 282V DC ngay vị chân tụ nó các bạn. Có dấu trừ tức là đang bị ngược cực đó. Đó giùm đảo cực lại coi. Đó. 282V DC, volt DC. Đó các bạn chưa, mình đang đo AC, mình nhảy qua mình đo thang AC luôn. Không cần phải làm gì hết, không bao giờ sợ hư đồng hồ. Rồi bây giờ đang đo điện áp cao nè, bây giờ mình nhảy xuống đo điện áp thấp nè. Điện áp thấp là phía bên sơ cấp nè, bên thứ cấp nè. 12V, các bạn thấy chưa? Điện áp DC 12V. Đó. Đó, đo điện áp thấp ok luôn nha các bạn. Nó màn hình nó hiển thị đẹp lắm các bạn, nhìn bên ngoài này nó rất là đẹp luôn, rõ ràng, đẹp lắm. Nhìn qua video có thể không thấy rõ chứ đây nhìn đây rất là đẹp. Đó, 5V nè. 12V nè. 3,3V nè. Đó, DC này có nghĩa là khi chúng ta đo điện áp nào thì nó sẽ tự báo cho ta biết đó là điện điện chúng ta đang đo là điện DC hay AC nha các bạn. Nó tự hiện lên cho các bạn luôn. Đó bây giờ mình vừa mới đo điện áp thấp xong nè, 5V, bây giờ mình nhảy qua mình đo điện 220V AC cho bạn xem nha. Đó, lên nè. Đó, 202V. Rồi bây giờ mình đang đo điện 220V AC, mình sẽ nhảy qua đo có con tụ 200 mấy chục vôn này, gần 300V rồi nha các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Với cái đồng hồ này thì chúng ta không bao giờ lo mà bị đo nhầm thang dẫn đến hư hỏng thiết bị, là không bao giờ xảy ra tình trạng nữa luôn, mà lại rất là tiện vì cái mặt đồng hồ nó ngay vị trí chúng ta đo, cho nên chúng ta nhìn rất là dễ, nhìn phát là thấy luôn, không cần phải ngước lên ngước xuống nhìn cái vị trí khác nữa. Đó thì đây là xong cái phần đo kiểm nha, mình sẽ chuyển qua một cái tính năng, một vài tính năng khác cho bạn xem thử. Ví dụ như tính năng đo điện trở ở đây nó có. Ở đây nó có nút mình giữ lúc này nó sẽ sáng đèn pin đâu bạn. Cái đèn nền chứ. Đó là gì đó, cái đèn nền của cái mặt hiển thị nè. Ví dụ trời tối chúng ta bật cái này lên cho nó sáng. Đó, giữ là sẽ tắt. Đó, giữ lúc nó sẽ sáng. Rất là đẹp, nhìn rõ ràng đẹp lắm. Đó. Rồi đây là cái nút bên đây đó, là cái nút để đo, là để bật cái đèn pin. Đây có cái đèn pin đó bạn, có cái đèn pin nè, bật lên. Đó, đèn pin đó để khi chúng ta sửa lên nè. Thấy thấy rõ cái đường chúng ta muốn đo.
À, giữ cái nữa nó sẽ tắt. Khi khi đèn pin nó lên thì đây nó sẽ đồng thời nó cũng hiện lên cái thông báo của đèn pin này nha bạn. Đó, đèn pin này. Đó, giữ lại tắt nó đi. Đó, rồi tính năng là cái gì ta? Mình chưa thử nữa. À đây tính năng này là tính năng đo tiếp điện không chạm các bạn. Ví dụ mình đo nè, bật qua chế độ này nè. Còn cái này cái gì mình cũng chưa biết luôn, mình chưa đọc. Có gì các bạn tham khảo thêm ở trong cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng của nó có sẵn nha. Đây mình cũng chưa biết chức năng gì, tạm thời mình chức năng này là thử không chạm nè, bạn nhìn nè. Giờ cái này các bạn có thể vừa hoàn toàn thay thay thế bút thử điện được nha bạn. Các bạn để gần cái điện áp cao nó sẽ báo này, không cần chạm luôn, bạn thấy chưa, đèn đỏ này sẽ báo lên nè. Đó, để gần nơi có điện áp cao thì đèn nó sẽ tự báo lên. Đó, cái giá nó đặc biệt ngon bạn, chỉ có 200, hình như khoảng 200 ngàn á, 200 ngàn mình mua, hình như có 200 ngàn à, 200 200 mấy gì mình không nhớ nữa, nhưng mà khoảng đó thôi. Cái giá này thì với cái giá tiền này thì mình nghĩ không có nào có lựa chọn hay hơn nữa. Cái này dùng cho anh em sự tự cực kỳ hấp dẫn luôn, quá ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử cái tính năng đo điện trợ, hay là bấm về ô tô đi, mình kiếm con điện trợ mình đo cho các bạn nha. Chờ mình chút coi mình kiếm cái điện trở nằm đâu. Đây là con điện trở. Rồi. Đây là con tủ. Điện trở. Tủ. Ok, đo thử một vài con nhé bạn. Cái này thì đo tất nhiên nó phải đo được rồi, mình đo thử coi. Bây giờ mình đo con điện trở này đi, điện trở này là 330 kg, đo xem. Đó các bạn thấy chưa, nó báo liền luôn đó, mình đây nè, rất là nhanh luôn các bạn, cực kỳ tiện lợi luôn, mình chưa thấy cái đồng hồ nào tiện lợi như cái này luôn. 330 kg rồi, mình đo cái điện trở nhỏ hơn nè. Ba ba mấy ohm đây, 33 ohm bạn, đúng luôn nè, điện trở này 33 ohm nè. Cam cam đen 33 ohm, rồi mình đo lên đúng 33 ohm nè. Đó bạn thấy chưa? 33 ohm. Rồi con tụ coi, tụ đo tụ này được không? Tụ này tụ 104. Đo xem. Tụ 104. Sao không, bạn không đo được 104. Đo được đó bạn. Nó không hiểu đây là tụ các bạn ơi. Nhưng mà tính năng đo tụ thì mình nghĩ cũng không cần thiết cho lắm, không thực sự cần thiết cho lắm. Đo tụ thì bây giờ mình sẽ chuyển qua đo tụ quay, nó có đây. Ok luôn nhé bạn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua thang đo tụ thì nó sẽ chính xác hơn. Vì con điện tụ này rất dung lượng rất là nhỏ, mà mình đo chế độ ô tô thì nó không nhận được, cho nên bây giờ mình chuyển bằng tay bạn, mình chuyển qua chế độ đo tụ thì mình đo trực tiếp này sẽ nhận ra được nè. Ok đúng không nha các bạn, đo những tụ nhỏ các bạn nên chuyển qua đo bằng tay nha, chuyển qua chế độ đo tay các bạn đo. Rồi nhầm tụ này coi. Chính xác nha bạn. Ok luôn. Rồi, như vậy là đã xong bạn, chỉ có như đó thôi. À, đo tần số nữa. Để mình sẽ chuyển qua chế độ đo tần số. Tần số chỗ nào? Đây đo tần số bạn, hạt nè. Giờ mình sẽ cắm cho mình đo tần số đi. Đó, 50 hạt đó bạn. Tần số 50 hạt đó các bạn thấy không? Đó. Rồi. Đó là những tính năng cơ bản của đồng hồ nhé bạn, của cái đồng hồ đo điện này. Mình nghĩ cái này các bạn nên mua, tại vì giá nó rất là rẻ, nó chỉ tầm 200 200 mấy gì thôi. Tầm giá đó mà nó lại tiện lợi vô cùng, nó phục vụ rất tốt các bạn việc các bạn sửa chữa, mà lại giúp cho các bạn không bao giờ bị hư hỏng nữa, hư hỏng thiết bị nữa. Rồi đây mình có hai cục pin nè.
Mình đo thử điện áp cho các bạn coi nha. Đây pin này là 1,2V nhé các bạn. Đây. Để auto nhé các bạn, mình để auto mình đo luôn nè. Đó, 1,2V các bạn thấy chưa? 1,2V đây. Đó, đo tiếp mục này coi. 1,2V luôn các bạn. Đó, nối tiếp hai con này vô coi. 2,4V các bạn. Đó, chính xác luôn nha các bạn. Quá ngon luôn. Với giá chỉ khoảng 200 ngàn mà mua được cái này là quá tuyệt vời luôn các bạn. Không có gì để chê hết đó. Rồi, đó là tính năng cơ bản rồi đó. Mình sẽ để link bên dưới, các bạn muốn mua thì các bạn mua nha. Thì cơ bản là cái này nó rất là rẻ mà xài rất là ok, các bạn nên mua. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Các bạn hãy tặng mình một một subscribe để ủng hộ mình ra video mới nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.